Lực thay người là một trong những pha phát minh vĩ đại của môn bóng đá. Vô số màn thay người đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu và đi vào lịch sử. Hiệu ứng cánh bướm và lý thuyết cho rằng sự thay đổi nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ. Và điều này hoàn toàn chính xác trong bóng đá. Nhiều khi, chỉ với một quyết định thay người của huấn luyện viên, kết quả trận đấu sẽ thay đổi. Trước khi luật thay người ra đời, cầu thủ bị chấn thương sẽ khiến đội của anh ta chơi thiếu người. Nhờ thay người, huấn luyện viên có thể điều chỉnh chiến thuật và mang tới những màn lội ngược dòng không tưởng. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai để đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Có những sự thay đổi người đã làm nên lịch sử, có những cầu thủ dự bị tạo nên kỳ tích trong một trận đấu. Lịch sử bóng đá đã từng chứng kiến những tình huống thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu và mang về những kết quả không ai có thể ngờ được. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua những pha thay người kinh điển nhất trong lịch sử bóng đá. Around it now, they say I'm on. I can finally say I'm up now 20,000 on a bus down I'm on my way, I'm going up now Tứ kết World Cup 2014, huấn luyện viên Louis van Gaal thực hiện một trong những pha thay người kinh điển nhất lịch sử bóng đá thế giới khi đưa thủ môn Tim Krul vào thế chỗ của Jasper Cillessen ở hiệp phụ thứ hai. Chiến thuật của van Gaal là rất rõ ràng. Tim Krul sẽ đảm nhiệm loạt penalty vì lợi thế sải tay dài hơn, kinh nghiệm hơn so với Cillessen. Và chiến thuật này đã làm nên chuyện khi Tim Krul cản phá hai quả penalty và qua đó giúp Hà Lan vượt qua Costa Rica, giành quyền vào tứ kết World Cup 2014. Chung kết Champions League 2017-2018, Gareth Bale từng nổi cáu vì Zidane bắt anh phải ngồi dự bị ở chung kết Champions League mùa giải 2017-2018 khi Real Madrid gặp Liverpool. Nhưng lúc hai đội đang giằng co với tỷ số 1-1 ở phút 61, Gareth Bale được tung vào sân thay cho Isco. Phút 64, tiền đạo người xứ Wales tung người móc volley xe đạp chổng ngược xé lưới Liverpool, giúp Real vượt lên dẫn 2-1. Mất Mohamed Salah vì chấn thương đầu trận, Liverpool mất khả năng ngược dòng sau siêu phẩm của Bale và còn thua thêm một bàn nữa sau sai lầm cay đắng của thủ môn Karius. Bale từ băng ghế dự bị đã giúp cho Real giành cúp vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp, nhưng cũng không quên nhắn nhủ với Zinedine Zidane sau trận rằng: "Tôi căm hận khi phải ngồi dự bị." Chung kết Champions League mùa giải 2005-2006. Trận chung kết C1 mùa giải 2005-2006, Arsenal dẫn trước 1-0 và đang tràn đầy hy vọng lần đầu tiên lên đỉnh vinh quang châu Âu. Nhưng bước ngoặt của trận đấu đến khi phía huấn luyện viên Frank Rijkaard tung ra hai cầu thủ là Henrik Larsson và Giuliano Belletti. Đặc biệt là Giuliano Belletti sau khi vào sân thay cho Ole Gunnar Solskjaer phút 71 đã ghi bàn thắng quyết định mang về cúp tay voi cho Barcelona. Đây chính là chiến thắng mở đầu cho những năm huy hoàng của Barca ở Champions League. Chung kết Euro 2000 có thể nói là một trong những trận chung kết Euro kịch tính nhất trong lịch sử. Năm đó, hàng loạt những cầu thủ sau này đều trở thành huyền thoại của làng túc cầu như Maldini, Totti, Henry, Kluivert hay Zidane và nhiều người nữa đã phô diễn thứ bóng đá đỉnh cao làm ngất ngây người hâm mộ. Trezeguet được tung vào sân ở phút 76 khi Pháp đang bị Italia dẫn trước 0-1. Cho đến khi trận đấu chỉ còn 27 giây, Trezeguet đã kiến tạo cho Guitot ghi bàn giúp Pháp hồi sinh trước khi anh ghi bàn thắng vàng bằng một cú volley ở hiệp phụ, giúp Pháp ngược dòng thắng lại Italia 2-1 và đăng quang. Chung kết Champions League mùa giải 1994-1995. Không chỉ là một trong những sự thay đổi người kinh điển nhất, Patrick Kluivert còn làm rạng danh lò đào tạo Ajax khi là cầu thủ cây nhà lá vườn của câu lạc bộ này, giúp họ vô địch châu Âu. Ajax khi đó đang bị Milan cầm chân với tỷ số 0-0 và Kluivert được tung vào sân thay cho Jari Litmanen ở phút 70. Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, Kluivert nhận đường truyền từ Frank Rijkaard và ghi bàn vào lưới Milan để qua đó giúp Ajax vô địch châu Âu đầy kịch tính. Chung kết World Cup 2014. Trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina tưởng chừng như đã phải bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua khi hai đội hòa nhau không đều sau hai hiệp chính và cũng chỉ hơn 5 phút nữa là kết thúc hiệp phụ thứ hai. Mario Götze khi đó được tung vào sân từ phút 88 thay cho Miroslav Klose.
ít ai nghĩ rằng sự thay đổi người này đã làm nên lịch sử. Wilshere đã có pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục Sergio Romero ở phút 113. Tuyển Đức hạ Argentina để lên ngôi vô địch thế giới và Wilshere trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn từ băng ghế dự bị. World Cup 2006. World Cup 2006, khi Úc bị Nhật Bản dẫn trước 0-1, phút 53, tiền vệ dẫn dắt lối chơi Tim Cahill đã được huấn luyện viên Hiddin tung vào sân thay cho Bresciano. Tim Cahill đã thay đổi thế trận khi anh lần lượt ghi hai bàn ở phút 84 và 89 và cuối cùng là một đồng đội khác ấn định chiến thắng 3-1 cho các cầu thủ Úc. Đây là màn lội ngược dòng ấn tượng trước đại diện đến từ châu Á và cũng là chiến thắng đầu tiên của tuyển Úc trong một kỳ World Cup. Chung kết Euro năm 1996. Euro 1996 là giải đấu lớn đầu tiên của Cộng hòa Séc sau khi tách ra từ tiệp khắc. Trận chung kết năm đó, Đức được đánh giá cao hơn bởi sức mạnh và kinh nghiệm nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong suốt 45 phút đầu và bị dẫn trước 0-1. Vào thời điểm khó khăn đó, huấn luyện viên Bertie Vos tung Oliver Bierhoff vào sân và đây chính là bước ngoặt. Tiền đạo cao kiều có lối chơi vụng về này đã trở thành người hùng của đội tuyển Đức với hai bàn thắng. Đây là lần đầu tiên Euro áp dụng luật bàn thắng vàng và bàn ấn định tỷ số 2-1 của Bierhoff cũng là bàn thắng vàng đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới. Bayern Munich với Wolfsburg năm 2015. Khi Bayern Munich bị Wolfsburg dẫn trước 1-0 ở trận cầu Bundesliga năm 2015, huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định tung Robert Lewandowski vào sân thay cho Thiago Alcantara sau hiệp 1 để cải thiện hàng công. Và chỉ trong vòng chưa đến 10 phút, từ phút 51 đến 60, tiền đạo người Ba Lan khiến cả thế giới phải há hốc mồm với 5 bàn thắng liên tiếp giúp Bayern thắng luôn 5-1. Kỷ lục ghi 5 bàn nhanh nhất của Lewandowski hiện tại vẫn còn chưa ai vượt qua được trong lịch sử Bundesliga. Chung kết Champions League năm 1999. Không cần phải nói quá nhiều về hai sự thay đổi người vốn đã làm nên một chiến tích bất tử của Manchester United trong lịch sử đội bóng và cả lịch sử cúp châu Âu. Khi đó, Man United đã bị Bayern Munich dẫn 1-0 ở chung kết năm 1999. Huấn luyện viên Alex Ferguson tung Sosa và Sheringham vào sân như một canh bạc tất tay. Và chính sự đánh liều này đã mang về kỳ tích khi cả hai thay nhau ghi bàn trong vòng 2 phút từ 91 đến 93 để giúp Quỷ Đỏ trở về từ cõi chết và vô địch châu Âu năm đó. Euro 2016. Eder là cầu thủ khá vô danh trên bản đồ bóng đá thế giới, nhưng vào năm 2016, trong trận chung kết Euro giữa Pháp và Bồ Đào Nha, thì cầu thủ này đã làm nên lịch sử. Vốn là phương án dự bị hiếm khi được sử dụng đến từ đầu mùa Euro năm 2016 trên đất Pháp, nhưng Eder bất ngờ được đưa vào sân ở những phút cuối trận chung kết. Khi đó tỷ số đang là không đều và đã là phút 109, anh được đưa vào hòng tăng cường hàng công sau khi Cristiano Ronaldo vốn đã chấn thương từ đầu trận. Và tiền đạo này đã tung ra cú dứt điểm thần thánh mang về cúp vô địch cho tuyển quốc gia. Bán kết Champions League mùa giải 2018-2019. Bán kết Champions League mùa giải 2018-2019, thế trận giữa Barcelona và Liverpool diễn ra giằng co và được duy trì trong suốt hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool. Bước sang đầu hiệp 2, Andy Robertson dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Wijnaldum. Tuy nhiên đây lại chính là bước ngoặt. Chưa đầy 10 phút sau khi vào sân, Wijnaldum tỏa sáng rực rỡ khi lập công giúp The Kop cân bằng tỷ số 3 đều với hai bàn thắng ở phút 54 và 56. Để rồi sau đó tận dụng tình huống mất tập trung của hàng thủ Barca, Liverpool có thêm cơ hội để ghi bàn đánh bại Barca với tỷ số chung cuộc 4-0 và bước vào chung kết. Vòng 1/8 Champions League mùa giải 2016-2017. Sau khi thua 0-4 trước PSG ở lượt đi tại vòng 1/8 Champions League, Barca đối mặt với nhiệm vụ đầy khó khăn nếu muốn lội ngược dòng tại Camp Nou. Tuy nhiên họ đã có một màn trình diễn không tưởng trên sân nhà. Ở phút 90, tỷ số đang là 5-1 nghiêng về Barca, cũng đồng nghĩa với việc hai đội hòa nhau 5-1 sau hai lượt trận và PSG đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Song Sergio Roberto, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị với bàn thắng quý như vàng ở phút 90+5 đã giúp Barca giành chiến thắng chung cuộc 6 năm cùng với chiếc vé đi tiếp vào tứ kết.
myself, I've been out here walking that walk. Like first off, you don't run nothing. Chung kết Champions League 1996-1997, trận chung kết Champions League 1996-1997 cũng là một bất ngờ. Dortmund năm ấy được đánh giá thấp hơn so với Juventus và khi đó lão bà đang tìm kiếm danh hiệu để trở thành câu lạc bộ đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Tuy nhiên Dortmund gây sốc khi ghi liền cú đúp ở các phút 29 và 34 khiến Juve choáng váng. Dù sau đó Del Piero có bàn thắng sớm ở đầu hiệp 2, nhưng cầu thủ Lattricken của Dortmund chỉ trong vòng 16 giây sau khi vào sân thay người đã đánh gục hoàn toàn ý chí của đại diện Ý bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1. Vừa rồi là những pha thay người dẫn đến thay đổi cục diện trận đấu trong các giải bóng đá. Với bạn, đâu là màn thay người ấn tượng nhất? Đừng quên chia sẻ ý kiến của mình với chúng tôi qua một bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.